Chúng Ca Mâu Ni Phật thì chúng ta sẽ tiến hành đến với kiến trúc độc đáo của nước Thái Lan. Thì chúng ta đến gồm 34 nước cũng như 108 nước. Thì những cái nước quốc giáo ăn thịt cá, ăn thịt động vật. Thì đất nước Thái Lan là một đất nước quốc giáo và mà là một đất nước của chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Kevada, Giáo hội Phật giáo Anamka, Giáo hội Phật giáo Liên Hiệp Quốc. Thì chúng ta đến đất nước Thái Lan là một nơi quốc giáo điều hành các quốc gia lớn về tôn giáo và Phật giáo. Thì chúng ta sẽ đến quận chính có một ngôi chùa theo kiến trúc của nước Thái Lan. Thì tất cả Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia thì chúng ta thấy những cái cảnh chùa có những ngọn tháp nhọn như thế này. Thì đến ăn nước Việt Nam mình cũng có những cái kiến trúc độc đáo của nước Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ. Thì chúng ta sẽ tiến hành đến những cái khu vực ngọn tháp có kiến trúc độc đáo và hiện đại nhất mà Việt Nam chúng ta nhiều lúc chúng ta cũng chưa thấy. Thì hôm nay để đến phút ăn chay thì cũng có những cái chùa ăn mặn sẽ tiến hành nhiều hơn là các chùa ăn chay. Thì hôm nay để đến phút cũng là Giáo hội Phật giáo quốc tế sau này cũng làm những cái chương trình hướng dẫn cho Phật tử biết cách thức ăn uống ngủ nghỉ và cái lễ nghi của tôn giáo Phật giáo nước Thái Lan, Campuchia, Myanmar. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đến với chúng ta vui lòng để giày dép ở bên dưới hang bảo tháp. Thì chúng ta để dép dưới đây. Rồi các bạn nào chúng ta sẽ lên rồi phải đi chân không. Chúng ta sẽ đến ngôi chùa. Không biết có mở cửa hay không. Không có nè. Sao không mở cửa gì hết trơn vậy ta? Thì hôm nay thầy không biết cái chùa sao thấy đóng cửa hết trơn này. Nên là đến cái ngọn tháp của một ngôi chùa Thái Lan. Thì theo những cái đức Phật của Thái Lan chúng ta sẽ đến nè, kiến trúc Thái Lan. Chúng ta đến với cái một vị Phật Thích Ca Mâu Ni cảm phạt để mắt thật. Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy những cái cửa kiến trúc của Thái Lan có những cái vị thần tiên bay bổng trên bầu trời và những kiến trúc bằng đồng. Thì chúng ta sẽ thấy có những nguy nga trắng lệ của đất nước Thái xây dựng tại Việt Nam. Thì riêng Việt Nam mình thì các phong tục tập quán thì từ từ sẽ xuất xứ từ Ấn Độ, thì cho các sư du học tại Ấn Độ, du học tại Thái Lan, ở du học tại Myanmar, du học tại nước Campuchia, du học tại Sri Lanka, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal. Thì hôm nay Đại Đức Phúc sẽ hướng dẫn cho tôi chúng ta hành trình thì các chùa có những cái nước quốc giáo đông tăng nhất. Có một nước Thái Lan thì có 300.000 chùa. 300.000 chùa và tăng sĩ thì trên mấy trăm ngàn tăng sĩ rất là lớn, có những cái phong tục tập quán có tôn giáo và xuất xứ từ nước Ấn Độ truyền qua. Thì chúng ta đến với những phong tục tập quán của Thái Lan. Hàng năm thì đất nước Thái Lan có những cái Tết tưới nước, Tết phun nước và tắm nước. Thì chúng ta đến nước Thái Lan thì thường thường là tổ chức từ mùng 8 cho đến 13 đến 15 tháng 4 hàng năm theo dương lịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta hành trình đến với chùa Thái Lan tại Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta đi vòng quanh 24 quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta ở huyện Củ Chi cũng có chùa Cái La, chùa Hoàng Pháp Trung ương của Campuchia, Giáo hội Phật giáo Campuchia, và chùa Hoàng Pháp Trung ương cũng là của Giáo hội Phật giáo Anamkai của Thái Lan. Thì hôm nay chúng ta thầy là làm chức sắc giáo hội mình, hòa thượng chủ tịch Việt Nam mình là đệ nhất pháp chủ Giáo hội Phật giáo Anamka tại Thái Lan, Bangkok Thái Lan. Thì hòa thượng cũng được vua tấn phong và ban tôn giáo chính phủ, ban tôn giáo nhà vua, cũng được vua mà một nhà vua là một người lãnh đạo cao nhất là điều hành của cả nước Thái Lan. Thì hôm nay các quý vị khán giả đến với hành trình của Giáo hội Phật giáo Anamkai tại Bangkok Thái Lan. Thì hôm nay Đại Đức Hạnh Phúc là đại diện cho tăng đoàn tăng già trường Đại học Phật giáo Maha Chulalongkorn của Wat Khu Sổn Samakon, chùa Phổ Phước là chùa Wat Khu Sổn Samakon tại Bangkok Thái Lan, địa chỉ số 97 Khờ Nuẩn là tên chùa Ratchavorn Sam Banthagon Bangkok Thái Lan. Thì hôm nay Đại Đức Hạnh Phúc trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương sẽ hướng dẫn chúng ta. Đại Đức Hạnh Phúc cũng tốt nghiệp trường Đại học Xã hội Nhân văn về cái khoa Đại học Báo chí và khoa Đại học về điều hành du lịch. Thì hôm nay Đại Đức Hạnh Phúc khai mạc
cho các cái sở quân hóa, sở quân hóa thể dục và thể thao cũng như bộ quân hóa, thầy Đại Đức Phúc sẽ là điều hành các khu du lịch, điều hành các chùa du lịch, điều hành các tôn giáo du lịch, điều hành các cái hướng dẫn viên. Thì hôm nay thầy là một người điều hành các khoa về du lịch tâm linh và du lịch xã hội. Thì hôm nay Đại Đức Phúc đã hướng dẫn đến cái chùa Giáo hội Phật giáo kiến trúc của Thái Lan. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến cái cổng và đến cái khu vực tránh điện của chùa Việt Nam tại Thái Lan và Thái Lan tại Việt Nam. Của Thái Lan thì chúng ta sẽ đến tránh điện trước. Chánh điện đầu tiên để chúng ta lễ Phật. Khi mà lễ Phật xong chúng ta mới bắt đầu đi tham quan. Thì người con Phật tử chúng ta muốn đến chùa phải học lễ nghi, lễ phép của tôn giáo, lễ nghi của Giáo hội Phật giáo. Thì chúng ta muốn đến được một cái chùa, chúng ta tôn trọng chùa có những phép tắc gì, quy lễ gì. Và chúng ta muốn đảnh lễ phải đến trước tiên, phải lễ lại thầy trụ trì ba lại, sau đó chúng ta sẽ đến chính điện. Thì Việt Nam chúng ta thường thường lễ lại Phật trước mới lễ lại trụ trì. Mà Việt Nam mình thì đa số là người dân còn có chưa hiểu gì phong tục tôn giáo của Việt Nam, nên là người Phật tử không biết lễ lại thầy trụ trì. Thường thường mình đến chùa mình phải lễ lại một người trụ trì ba lại, xong rồi chúng ta mới lại Phật. Thì hôm nay do Việt Nam mình, do các hòa thượng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do chưa giáo dục con người Việt Nam mà chưa giáo dục các tu sĩ Việt Nam, thường đến chùa chưa có ai lại trụ trì. Mà thường thường của người đời cũng vậy, từ giới từ 0 tuổi cho đến 100 tuổi, những người già chưa tôn kính các tăng ni, chưa tôn kính Phật tử, Phật tử chưa tôn kính trụ trì chùa, nên là thường thường những già cả lại có những cử chỉ hỗn hào, vô lễ phép, chữ trụ trì nhỏ tuổi tại sao bắt tôi phải lại, tại sao trụ trì còn nhỏ tuổi mà bắt tôi xưng thầy bằng con, xưng sư bằng con. Thì hôm nay Đại Đức Phúc sẽ hướng dẫn và cho chúng ta biết. Thì Việt Nam mình đa số là trừ một những người mà từ 60 đến 100 tuổi vô lễ phép với các trụ trì từ 20 tuổi cho đến năm đến có thể lớn tuổi. Thì thường thường theo phong tục tập quán, một ông sư là một người lớn nhất trong lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo của tôn giáo. Thì thường mình đến chùa thì phải lễ lại người thầy từ 20 tuổi trở lên. Thì người đời là những người từ 100 tuổi trở lên phải quỳ lại một sư chú hoặc sư thầy ở chùa trước rồi mới là đảnh lễ Phật. Thì hôm nay Đại Đức Phúc sẽ đảnh lễ chùa Phật, chỉ do là thầy là một người sư không thể nào đảnh lễ các vị. Còn thầy là một vị lãnh đạo thì thường thường các chùa nhỏ đến phải lễ nghi của các giáo hội, chứ giáo hội là một chức sắc lớn thì các trụ trì nhỏ không cần lại, bỏ qua cái nghi lễ lại. Nam mô A Di Đà Phật. Còn ông sư hãy lên ở trên đây. Thì cái hai cái khu vực dành cho chư tăng lễ lại và khu vực dành cho người đời lễ lại. Thì mình đến chùa thường thường ở bên Thái Lan á, là trước khi đến chùa thì mình người tu sĩ phải có cái thảm. Thì ngồi đây thì lễ lại thầy sẽ, bên Thái Lan có nghi lễ lại như vậy. Thầy sẽ dạy phương pháp chúng ta bên Thái Lan thì lễ lại thầy thì trước tiên theo nghi thức Thái Lan là chúng ta phải ngồi quỳ xuống, quỳ hai chân xuống. Rồi chúng ta lễ lại như thế này. Ở tại nước Thái Lan thì lễ lại ba lại. Bên Thái Lan là như thế này. Đó, đây là cái nghi thức của Thái Lan. Còn riêng Việt Nam mình thì lễ lại theo Trung Quốc và ở các nước khác thì Bắc Tông có lễ lại như đây. Thì Đại Đức Phật cũng hướng dẫn cho Việt Nam mình lễ lại khác với Thái Lan, Campuchia như thế này. Thì đây là lễ lại theo kiến thức Việt Nam là hai tay ở trước ngực và tay chúng ta trước khi xuống là quỳ xuống, rồi lại đưa hai tay chán xuống dập chú đất, rồi chúng ta lật cái tay lại, rồi chúng ta ngã xuống là đứng lên. Thì đây là theo nghi lễ của Việt Nam. Đây là lễ lại của theo kiến trúc Việt Nam. Còn Việt Nam mình đó thì lễ lại khác,